Các bạn thấy không, cái bụi mịn này nó chỉ là 66 nhé các bạn, không lên bao nhiêu cả, các bạn thấy không. Đó các bạn thấy không, bắt đầu nó bụi mù lên rồi các bạn. Các bạn thấy không, hiện đang bị cuốn ở trong này này. Đó, thì đã tắt máy đi cho các bạn coi này.